Ok, hello, xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo này của em. Rồi, bây giờ thì chủ nhà đang giục quá rồi. Thì không có thời gian, chưa có thời gian để trình bày với các bác. Thì em sẽ quay xuống đây để vừa làm mà vừa chia sẻ luôn các bác nhá. Hiện tại thì bây giờ em đang đi mở sửa đường khai thác. Lát nữa thì sẽ mở mới đấy. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì mới là đang sửa thôi. Đó. Đi ở đường này gặp những cái cây rồi rác riếc và nó đất nó lở xuống thì mình sẽ xử lý nó đi. Đường này thì người ta mở sẵn rồi, chỗ này thì nó có đi lại thoải mái rồi, nhưng mà cái đầu ở đằng ngoài kia cơ, đầu đằng ngoài kia thì lúc đấy chỗ đó thì nó mới mới cần phải để sửa đó. Thì gặp những cái chỗ nào mà nó sạt lở như thế này là mình sẽ sửa đi đó. Rác rưởi là mình sẽ gạt sạch đi để cho nó bám đường. Đường ở đây đất rất ẩm. Cái đồi này là cái chỗ này hiện tại đang đồi keo, nhưng mà lát nữa mình mở đường đi ra nó lại là đồi ngô, với lại có một đồi ngô, với lại cái đồi gì nhỉ? Bác nãy bác bảo thì hình như có đồi gỗ xoan thì phải. Đó, lát nữa thì ra xem có cái gì thì mình sẽ ấy rồi đấy. Đó. Bác chủ nhà bác ấy bảo là vẫy là múc một ít đất để thảo vào kia. Bây giờ mình sẽ cho cái cây này lên cao hơn một chút nhé. Chỗ cái gì, chỗ hòn đá. Múc phải vào chỗ này một chút để cái đoạn cua này nó to hơn ra các bác nhá. Không là lấy đất chỗ này thảo dưới này. Chỗ này có vẻ là nó hơi chật, đứng ra ngoài mép một tí. Này là nó đang ra mép quá đấy. Bên ngoài kia là hơi đang ở mép đường rồi, nhưng mà mình sẽ đứng ở một chỗ như này đâu. Nói chung là cái đường này thì tiến thoái thì mình vẫn có đường các bác nhá. Mình sẽ tiến lên thì nó có sẽ hết thôi, nó không bị trôi ra ngoài đâu. Đi sửa đường như thế này thì nhàn thôi, nhưng mỗi cái là nó lại đi xa các bác ạ. Hầu như cái đường hỏng nó toàn ở trên những cái nơi mà nó cao, cái địa hình của nó cao rồi, máy móc người ta đi lại ít ấy. Giờ toàn phải đi sửa trên đỉnh đồi đó, có khi lên 2-3 ngày không mà mới xong được đường. Nhà nọ nhà kia để vẫn cứ muốn làm, nhà ai muốn làm đi lên làm cái chỗ như này vất vả lắm. Vác dầu rồi thì là đi lên nó xa xôi. Đi xe máy thì bò lên không được, mà gặp trời mưa nó thì thôi rồi. Cứ xác định là khóc thét. Dồn hết ra đây các bác nhé. Mình lấy cái đường ở đây này, cái đoạn cua này cho nó rộng ra để ba cái cua dễ. Mới ra đây thì vừa bấm đất thì vừa lấy mặt bằng cũng như là xả luôn cái ta ly này cho nó cân đối luôn nha anh em nhé. Cái máy ở kia là cái đít nó chạm vào đằng sau. Chạm vào sau là nó bị tỉ vào cái ta ly. Hết
ngoài này mình sẽ để nó cao hơn các bác nhé, sau này mình đi lên nó lún luôn là vừa. Vào đây một chút nữa này. Lại một chút nữa. Đó, cái đầu xe nó sẽ ăn vào chỗ này. Lún như thế mà các bạn. Tiến lên nhá. Như này là nó coi như là nó cũng ổn luôn rồi. Thế này lên trên này chỗ nào mà nó chưa được thì mình sẽ xử lý nốt thôi. Đây, ví dụ như chỗ này. Này thì mình sẽ cho nó cua ra đến đây đi. Đến từ đây đi. Cái cầu này 5 răng nên là mình làm nó cũng gọi là cái mặt bằng nó cũng nhanh, nhưng các bạn nếu mà làm 4 răng này khả năng là nó hơi hơi thưa, nhưng mà làm 5 răng thì đấy của nó là vừa và nó lại gần gần sát nhau nữa. Ba mày vừa chạy qua. Đây nó là thoải mái rồi, cua coi nhé. Ok anh em. Ở này thì sẽ bấm thẳng luôn này. Bấm thẳng vào đất ra ngoài. Cái khô đoạn này là người ta không muốn làm đoạn cua này nữa, người ta sẽ muốn cho nó đi thẳng.
này là nó hơi bị cái má gầu của mình nó hơi bị non, nên là đi lại nó cứ bấm như này, nó cứ bị tì tì. Ở đây thì mình sẽ bấm sâu hơn này. Hy vọng là làm trong khoảng 2-3 hôm ở đây, thì một hôm thì nó sẽ xong, mai một hôm nữa là xong, thì cái lượng dầu của mình nó sẽ vừa đủ mà không phải đi trèo lên trên này, đi bộ chắc phải mất 30 phút mới đến đấy các bạn, vừa đi vừa nghỉ. Chưa đủ độ cao, bấm thêm nhiều người ít nữa. Ok, tiếp tục tiến lên nhá. Nó cách ra khoảng hơn mét thì đất mình lấy nó sẽ cái đầu cần này mình lấy nó sẽ dễ hơn. Đó là cái khô. Cái đó để làm củi thôi. Để làm củi thì thoải mái mình bỏ đi được các bác nhá. Bởi vì sau này người ta cân người ta cũng không hay lấy cái củi này. Cái keo tươi thì mới không động được. Ok, lùi lại một tí. Đây là người ta đánh chim ở đây đấy các bác, đánh chim hét ở đây. Có cái hố người ta làm một cái bãi như cái bãi nước nhân tạo để cho bắt đầu gọi loa chim nó về nó xuống cho người ta giật lưới. Thank you.
tỏ xung nội sướng. Có cái đoạn này thì mình sẽ quay thêm một vài video nữa để sửa nốt ở đằng trong này các bác nhá. Không có video của mình dài quá nhiều khi là các bác cũng không xem hết được, mình sẽ chia nhỏ ra thành cả nhiều tập, tập nọ tập kia ấy. Nó sẽ anh em xem nó sẽ hình dung được ra được toàn bộ cái tiến đường của mình luôn. Không có một quay một video mà ấy nhiều quá đi thì thứ nhất là cái camera của mình nó cũng nóng rồi, thứ hai là các bác cũng không có thời gian mà xem hết được. Thế thì mình sẽ chia nhỏ video các bác nhá. Ok, thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá. Chúc anh em nhiều sức khỏe, có một ngày làm việc hiệu quả nữa. Ok, chào mọi người.